tất cả quý vị và các bạn. Tên tôi là Đặng Thái Sơn, hiện nay tôi đang là nhân viên tại tòa nhà VNPT 57 Nguyễn Thức Kháng. Trong năm vừa qua, tôi đã được tham gia và được trải nghiệm các khóa học vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy cháy. Tôi đã được học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ các khóa học, đặc biệt là khóa học phòng cháy cháy, giúp tôi bổ sung thêm kiến thức để hoàn thành tốt hơn trong cuộc sống và trong công việc. Trong năm tới, tôi mong muốn sẽ được tiếp tục gắn bó với công ty, đồng thời được lên vị trí cao hơn trong công việc, được tăng lương để có thể ổn định cuộc sống. Trong năm qua, tôi còn nhiều thiếu sót và sẽ cố gắng cải thiện hơn nữa trong năm tới và sẽ đăng ký tham gia thêm các khóa học, các khóa lớp đào tạo như tiếng Anh, tiếng Nhật do công ty tổ chức. Và nhân tiện đây, tôi xin gửi lời chúc tới bố mẹ và ông bà và người thân sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe. Và tôi xin gửi lời chúc tới công ty, chúc công ty làm ăn phát đạt, vạn sự như ý, chúc toàn thể ban giám đốc cũng như đại gia đình, cán bộ, nhân viên trong công ty một năm mới an khang thịnh vượng.